bà này cứ khen cái tay em đẹp quay rồi nhá. Mấy bà này cứ khen cái tay em đẹp, mà tay đẹp hay là cái nhẫn đẹp? Tay đẹp hay nhẫn đẹp? Mày nói rõ đúng không? Mày nói rất đúng. Kiểu cánh tay thô ráp, bởi vì tay em đã từng làm rất là nhiều việc rồi, đào bới đất, bắn bê tông, nói chung là xe ôm, xe giáp, tất cả mọi thứ em đều làm hết được cái bàn tay này rồi, nên là không có chuyện đẹp được. Mấy má giờ chuyện hoa nhẫn đẹp. chắc luôn. Thôi mà mình đã từng làm đào đất này, hàn ống nước này, bắn bê tông này, bếp này, làm đồ bếp ấy. Làm đồ bếp có rất nhiều công đoạn, làm thớt, làm mấy ủi em làm nhiều năm rồi. Cái gì nữa, xe ôm này, gì nữa, em muốn đi bán rau rồi. Không đơn giản đâu. Thật mà em làm nhiều thứ lắm. Tóc nữa, đúng rồi, cắt tóc. Cái gì nữa? Em làm nhiều lắm, để em phải ghi ạ. Nhiều việc nữa mà mình quên là mình không biết là mình làm cái gì. Ủa mà sao anh thấy mọi người gọi em bằng cu đơ vậy? Anh đơ ấy. Thế có thấy mọi người gọi em bằng... À đúng rồi, phụ hồ nữa. Đúng rồi, em đã từng làm phụ hồ. Làm gì có bán sầu riêng, chưa bán sầu riêng bao giờ. Đúng rồi, hái cà phê, đi hái cà phê thuê nữa. Em đã từng vào trong gian này, hái cà phê thuê.